Làm gì vậy? Hả? Tao đã nói rồi, bây giờ đưa đủ 9 triệu thì tao đưa điện thoại ra cho mày. Còn nếu không á, cái điện thoại này mày hiểu số phận rồi đó. Dạ, dạ anh ơi, cái điện thoại này là ba mẹ em mua cho em á. Em là sinh viên làm gì có tiền mà đưa anh 9 triệu chứ. Không mấy gì bây giờ. Giờ sao? Em còn có nhiêu đây ạ? Có 2 triệu à, anh lấy hết đi, đưa làm cái điện thoại nha. Bỏ cho tôi lại đi. Tao nói rồi, con người tao à, chính trực ngay thẳng lắm. Cứ 9 triệu mình nói chuyện tiếp. Còn nếu không á, cái điện thoại này tao sẽ chéo một cái là xong xuôi liền. Bây giờ tao cho mày 3 tiếng đếm nha, chứ phải 3 tiếng đồng hồ. 1 2 3. Anh ơi, em xin anh đó, anh đừng làm vậy mà. Này lì bấy. Bây giờ sao? Bây giờ đưa không? 1 2 3. Mẹ mày, lì với tao hả? Tao cho một cơ hội thôi, không đưa á, gán mà chịu mày. Mày nghe. Bà ấy mất tiêu luôn rồi. Ủa? Ủa thằng Hòa? Sao bà đi học nhà mày đứng này mày? Hồi nãy em uống cà phê, em lỡ làm rơi cái điện thoại xuống đất. Nó lấy được, nó kêu em chuộc 9 triệu. Em sinh viên mà làm gì có tiền chứ. Rồi đập nát điện thoại vậy luôn. Nói cái thằng này mất dạy bay. Vợ em không có điện thoại liên lạc với gia đình luôn. Này cái điện thoại phụ của tao nè, nó cũng hơi bể một chút nhưng mà thầy được. Có gì mày lấy đi rồi gắn cái sim qua, thầy đỡ đi nha. Dạ. Rồi đi với tao lên phường báo công an. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đi. Con ơi. Cái gì vậy bà già? Con đi liền đi, con đừng có vô nhà. Con tạm thời lánh mặt đi vài bữa đi. Mới về tới nhà kêu lánh mặt lần sau. Má không biết con làm cái gì mà hồi sáng này công an người ta lại người ta tìm con đó. Cái gì? Sao công an tìm con? Mà con làm chuyện gì mới được chứ. Má nữa. Vậy là nó dám báo công an hả? Thôi giờ chuyện gì không biết, nhưng mà con phải tránh mặt đi, đừng có về nữa biết không? Tránh mặt cái gì? Bây giờ tôi chạy xe ôm kiếm sống qua ngày, bà kêu tôi tránh mặt đi, còn tiền đâu tôi ăn tôi xài. Chứ chẳng hơn con ở tù. Bây giờ đó con đi kiếm cái chỗ nào con ở đỡ vài bữa đi, yên nơi yên chỗ con cho má biết, rồi má đem tiền với lại đem quần áo lại cho con xài đỡ chứ. Đợi má chút xíu đi. Nè con đem theo cái áo khoác để mặc đi nghe nha. Đi đi con, đi lẹ đi. Né ra, xe có đèn có kẹt có thắng nha. Khỏe không fan? 9 triệu. Hình như là cái thằng hôm bữa. Mày. Ê, cái thằng kia, đứng lại. Mới thấy nó chạy vào đây mà ta. Alo, anh Tính hả? Em mới thấy. Mày thấy mày. Thấy hả mày? Mày làm cái gì vậy? Thấy hả mày? Buông tao ra. Im miệng liền. Buông tao ra. Tao nói cho mày biết, ở đây nó vắng như cái chùa Bà Đanh vậy đó, không ai cứu mày nổi đâu. Bây giờ úp. À. Điện thoại của mày ở đây rồi. Bây giờ nhanh, đọc số người thân của mày cho tao. Thằng khốn, còn lâu. Còn lâu hả? Rượu mời không uống, muốn rượu chuối hột hay sao? Hả? Bây giờ đọc hay không? Không đọc á là mày ăn hành với tao đó. Tao không có đọc. Ba mẹ tao không có tiền chuộc đâu. À, thì ra là vậy. Ví dụ như mà ba mẹ mày không có tiền thì mày có thể đọc số anh chị em, bạn bè, bà con dòng họ mày cũng được. Tao không có cho. Không cho số ai đó. Cứu tôi với. Cứu không? Mày thích la không? Hả? Mày thích la không? Mày ra ngoài lên. Tao. Alo. Alo. Nãy mày gọi anh gì qua? Nãy mày làm thấy gì? Alo. Alo, gì qua? Tao nghe nè. Tao nói cho mày biết, thằng Hòa bây giờ nó đang ở chỗ của tao.
mày khôn hồn thì mày chuẩn bị 50 triệu rồi tao thả nó ra. Còn nếu không á thì mày hiểu số phận của nó đi về đâu rồi đó. Alo, mày là thằng nào? Tao là ai mày không cần biết. Nhưng cái quan trọng á là chuẩn bị cho tao 50 triệu, nghe rõ chưa? Nếu không tao sẽ chôn sống. Đi nha. Alo. Tao đợi thằng bạn mày hơi lâu rồi đó. Trong vòng 15 phút nữa nó không đem tiền tới đây, tao chôn sống mày tại chỗ này luôn nha. Mày có sao quá? Nè, nè, chôn sống hả? Chưa biết ai chôn sống ai đâu nha con. Đó, mày đáng tao hả? Im miệng mày lại. Sao anh biết em ở đây vậy? Nhờ cái điện thoại của mày đó. Trong đó có tin gì? Nè, tao nói cho mày biết, mày chơi ngu lắm con. Nếu lần trước bị bắt vì dùng điện thoại không á thì không sao, lần này bắt vì tội tống tiền nữa thì mày chết chắc. Đúng là chơi gì cũng dở, chơi ngu là giỏi. Mẹ mày, mày là thằng nào hả? Mày hỏi rồi thẳng lòng trả lời. Nói cho mày biết, tao là tính shipper. Giả tính shipper thì không gì là khó. Bằng chứng đã có, lên phone mày. Ê, đau. Mày